Thêm một chủng virus nữa cũng đang xuất hiện và cũng có chiều hướng gia tăng các ca bệnh tại Hà Nội, đó là cúm ma cũng đang gia tăng bất thường so với mọi năm. Tình trạng này thì đã dẫn đến việc là kit xét nghiệm cúm ma và thuốc Tamiflu điều trị cúm trở thành mặt hàng được rất nhiều người tìm mua. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên ứng xử bình tĩnh với cúm ma như nhiều căn bệnh viêm đường hô hấp khác. Đặc biệt là theo các bác sĩ thì hầu hết những người mắc cúm ma thì không cần sử dụng với Tamiflu những người ở miền Bắc. Vì vậy, người dân không nên đổ xô tự ý đi mua loại thuốc này về điều trị, khiến thuốc bị khan hiếm, tăng giá. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự do phóng viên đã thực hiện. Theo các bác sĩ, bản chất của Tamiflu là ức chế sự nhân lên của virus, thường dùng trong những ngày đầu ở bệnh nhân có bệnh lý nền nhiều và chủ yếu là ở những chủng cúm gây bệnh ở đường hô hấp dưới. Trong khi hiện tại ở Hà Nội, những phân lập gần nhất cho thấy, người dân thường mắc chủng cúm mùa H1N1 gây bệnh chủ yếu ở đường hô hấp trên. Bản chất thì khi mình bị nhiễm cúm ấy, thì cái thời gian mà mình sẽ diễn biến những cái vấn đề về sốt hay thì nó sẽ trong vòng khoảng 48 tiếng thôi. Khi mình chỉ giảm được triệu chứng thì nó cũng không cần thiết cho lắm. Những cái chủng cúm mùa thì nó chỉ gây bệnh ở cái đường hô hấp trên thôi. Theo các chuyên gia y tế, 80-90% các trường hợp mắc cúm là ở thể nhẹ, có thể tự khỏi. Đa số bệnh nhân có thể điều trị triệu chứng tại nhà. Chỉ những trường hợp nguy cơ bệnh trở nặng như người già có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cần khuyến cáo dùng Tamiflu. Bệnh nhân dùng Tamiflu khi bệnh khởi phát dưới 2 ngày sẽ đáp ứng tốt hơn, từ sau 4 ngày bác sĩ sẽ không kê đơn. Chuyên gia cũng khuyến cáo Tamiflu là thuốc dùng phải có sự chỉ định của bác sĩ, tuyệt đối không tự ý sử dụng, nhất là với trẻ nhỏ. Vấn đề Tamiflu thì trước gần đây cũng báo cáo là Tamiflu dùng sẽ ảnh hưởng về tâm sinh lý của trẻ em, ảnh hưởng đến tâm thần của sức khỏe tâm thần. Nên là khuyến cáo khi mà bác sĩ khám và trị theo dõi bác sĩ cho đơn, không tự tiện mua thuốc để uống nước rồi. Thực ra là cúm ma thì đúng là bệnh chỉ gây đường hô hấp trên thôi, không gây viêm phổi nặng hơn. Đa số đến khám và tôi đánh giá và xét nghiệm để điều trị tại nhà, sau hơn nữa các theo dõi chứ không nhất thiết nhập viện. Rồi nhiều bệnh nhân, nhiều gia đình bệnh nhân và cộng đồng không nên quá lo lắng. Những cái trường hợp mà có cái nguy cơ tiến triển cao thì lúc đó tiến triển thành nặng cao thì bác sĩ mới xem xét cái việc mà điều trị thuốc kháng virus một cách đặc hiệu để giảm cái nguy cơ tiến triển thành nặng. Việc điều trị chính ở đây chính là gì? Điều trị các triệu chứng giúp giảm cái tình trạng khó chịu trong giai đoạn mà bị nhiễm cấp tính. Tamiflu không phải là thần dược trị cúm ma như nhiều người vẫn nghĩ. Việc lạm dụng thuốc có thể dẫn đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe và gây ra tình trạng khan hiếm, thổi giá không cần thiết. Chuyên gia khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng về bệnh này. Các gia đình không nên chủ quan nhưng cũng đừng quá hoang mang, tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc theo lời mách để rồi tiền mất tật mang.